khi mà mình đã trải qua một lần rồi thì mình cũng có kinh nghiệm. Có chứ. Nếu mà mức độ 10 thì khó khăn thì có lẽ là nó là 9. Lý thuyết và thực tế nó khác nhau hoàn toàn. Tim sẽ theo sát và chăm sóc hết mọi thứ, tự lên mạng và tự tìm hiểu. Bắt tay vào làm nó khó khăn cực kỳ. Thì Quỳnh Anh sẽ khó đoán. Có những cái chuyện nhỏ nhưng mà nó làm cho mình bực bội suốt cả ngày. Rất là nhạy cảm nữa. Họ sẽ rất là yêu thương người đàn ông của mình và sẽ đánh đổi rất nhiều thứ. Bớt cái thời gian đi ra ngoài và thậm chí là ngừng hẳn công việc. Không có từ nào bằng cái từ thiêng liêng. À. Trời quá sướng luôn. Anh Tim sẽ hiểu hơn cái cảm giác của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh sẽ không phải chăm sóc anh Tim nhiều. Có nhiều kinh nghiệm anh Tim có thể tự chăm sóc bản thân mình. Thử xem là những cái khó khăn đó nó sẽ như thế nào. Quỳnh Anh sẽ ủng hộ anh Tim hết mình. Yeah.